Thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Bộ trưởng, tôi xin hỏi Bộ trưởng một câu hỏi. Vừa qua thì đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã thực hiện cái hoạt động giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật đối với công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt sản xuất trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Qua giám sát thì đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cũng đã đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường cần thống nhất với các bộ ngành có liên quan để sớm ban hành thông tư hướng dẫn hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải và chất thải. Và đây là nội dung mà các địa phương đang rất cần Trung ương hướng dẫn sớm. Xin hỏi Bộ trưởng khi nào thì thông tư này được ban hành? Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Cảm ơn đại biểu. Như vậy là có 3 câu hỏi của đại biểu đặt câu hỏi và 2 câu hỏi là tranh luận riêng về cái lĩnh vực đại biểu Quỳnh Thị Hằng Nga ở Trà Vinh có hỏi là các cái cơ sở y tế, đặc biệt là cơ sở y tế quy mô nhỏ còn gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn cái giải pháp xử lý nước thải, thì vấn đề này thì cuối buổi thì tôi đề nghị là Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sẽ kết hợp trả lời vấn đề này. Sau đây xin mời Bộ trưởng trả lời, Bộ trưởng có là 15 phút. Vâng, tôi xin trả lời câu hỏi các đại biểu. Đại biểu Hằng Nga thì đồng chí Chủ tịch Quốc hội có giao Phó Thủ tướng, nhưng mà tôi cũng xin báo cáo thêm một chút thôi. Tức là hiện nay thì chúng ta đang tập trung để đầu tư các cái cơ sở y tế. Trong đó thì các cái cơ sở y tế của tuyến huyện, tuyến xã, các trạm xá. Và hiện nay thì phải nói rằng là các cái tuyến mà tuyến cấp trung ương, tuyến cấp tỉnh thì chúng ta cũng đã được đầu tư cái hệ thống cơ sở xử lý chất thải y tế tương đối bài bản, nước thải y tế. Thì hiện nay cũng là như đại biểu thống nhất với đại biểu là khó khăn cái việc là của cái tuyến cơ sở, tuyến huyện, tuyến xã. Thì đây là bởi vì là cũng cái nguồn lực, và tất nhiên là ở tuyến cơ sở, tuyến xã thì xử lý nhiều cái nội dung, nhiều cái kỹ thuật chưa phải là kỹ thuật cao của y tế thì nó ít sử dụng cái nguồn nước hơn, nhưng mà tuyến huyện thì đây tôi cũng thống nhất rằng là đề nghị chúng ta cũng phải quan tâm đến cái các cái xử lý nước thải của cơ sở y tế tuyến huyện. Cái này phải nói là rất quan trọng, đặc biệt là các cái tỉnh khó khăn, vùng sâu vùng xa thì các tuyến huyện đang rất khó khăn trong việc là không những là cơ sở xử lý nước thải mà cả toàn hệ thống của cái hạ tầng cơ sở y tế tuyến huyện thì đang rất là khó khăn. Nội dung thứ hai về tranh luận của đại biểu Kim Bé thì phải nói rằng đúng, tôi cũng thống nhất với đại biểu là cái việc mà dự báo rất là quan trọng. Và trong cái thời gian vừa qua thì Chính phủ, Thủ tướng cũng đã chỉ đạo và ban hành chỉ thị yêu cầu là phải tăng cường khả năng dự báo và cảnh báo. Thì hiện nay thì Bộ Tài nguyên Môi trường tiếp tục là đầu tư chỉ đạo và Tổng cục Khí tượng Thủy văn của Bộ Tài nguyên Môi trường nâng cấp trang thiết bị, phối hợp và cùng với các cái tổ chức quốc tế, rồi là đào tạo nguồn nhân lực để tăng khả năng dự báo. Và hiện nay chúng ta cũng thấy rằng là khả năng dự báo của Việt Nam chúng ta đã tiếp cận với các nước phát triển trong khu vực. Cái tính chính xác của dự báo là tốt hơn, đóng vai trò rất quan trọng. Và vừa qua ví dụ như cái hạn hán của đồng bằng sông Cửu Long thì chúng tôi đã dự báo trước thời hạn và cấp các cái thông tin đối với các địa phương. Và vừa qua tôi thấy rằng là có một số địa phương là từ 3 vụ sản xuất nông nghiệp chúng ta chỉ làm 2 vụ, hoặc chúng ta cái thời vụ gieo trồng của nông nghiệp, gieo lúa thì chúng ta lùi lại một khoảng thời gian thì chúng ta không bị mặn. Cho nên cái rất quan trọng. Và dự báo thì chúng tôi cũng đã cấp những cái bản tin thủy văn, tức là nhiễm mặn sâu vào đến đâu, nhiễm mặn độ bao nhiêu và nhiễm mặn như thế nào. Trong 10 hiện nay thì Tổng cục Khí tượng Thủy văn là có cái bản tin thủy văn, bản tin cảnh báo kể cả sạt lở, cả các thứ, thì các nội dung của khí tượng thủy văn thì vòng 10 ngày, 1 tháng, rồi theo mùa. Thì cái này chúng tôi cũng đã cố gắng, và như đại biểu nói là rất quan trọng, sẽ cố gắng tập trung để tiếp tục nâng cấp, tiếp tục hoàn chỉnh, tiếp tục gắn với phối hợp với các địa phương để nâng cái khả năng cảnh báo và chúng ta xử lý sớm những cái gọi là rủi ro của khí hậu, rất là quan trọng. Về đại biểu nghi của Cần Thơ thì như vậy rằng là cái thông tư hiện nay thì phải nói rằng là cả đất nước chúng ta thì bình quân chỉ được 17% về nước thải là sinh hoạt của chúng ta là được xử lý, tức là tỷ lệ rất là thấp. Cho nên cái việc mà gọi là
cái hợp tác công tư rồi xã hội hóa trong cái việc là đầu tư các cái nhà máy xử lý nước thải của đô thị rất quan trọng. Bởi vì nếu như chúng ta đầu tư công ấy, thì chúng ta nghiên cứu làm đến cái thu gom, hệ thống thu gom. Nhưng vấn đề mà xử lý nhà máy thì như vậy rằng là cố gắng mà kêu gọi xã hội hóa của các nhà đầu tư và các nhà đầu tư đứng ra vừa. Bởi vì cái việc mà đầu tư nhà máy xử lý nước thải là phải gắn với vận hành. Và khi đó thì chúng ta sẽ tăng được cái tỷ lệ cái sự nước thải được xử lý. Hiện nay thì như vậy rằng là còn cái thông tư thì hiện nay Bộ Tài nguyên Môi trường đang xây dựng cái thông tư này và cũng cố gắng để cuối năm nay là chúng tôi ban hành để kịp thời thực hiện cái luật bảo vệ môi trường theo cái quy định, theo cái thời gian tiến độ để đảm bảo được cái việc mà xã hội hóa trong cái hợp tác công tư rồi là thực hiện để mà nâng cái tăng cường cái việc xử lý nước thải đô thị. Về đại biểu Hoa của Đồng Tháp về bảo vệ khai thác tài nguyên của biển thì hiện nay thì chúng ta cũng đã biết rằng là vừa qua thì Bộ Nông nghiệp cũng đã tham mưu và Thủ tướng đã ban hành cái quy hoạch về thủy sản. Và hiện nay thì thứ nhất rằng là biển thì một thể thống nhất, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Và chúng ta cũng phải ưu tiên bảo vệ, một là nguồn lợi hải sản, hai là đa dạng sinh học, các rặng san hô. Ba là chúng ta hiện nay có khoảng 11.000 loài cá, các loại. Chúng ta cũng phải không để tận diệt. Thì hiện nay thì Bộ Tài nguyên Môi trường đã tham mưu thứ nhất là công tác quy hoạch. Thứ hai là phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tiếp tục là tốt trong cái việc là sẽ nghiên cứu báo cáo Thủ tướng về cái chuyện các cơ chế chính sách để chúng ta tập trung để thực hiện quy hoạch thủy sản là nuôi biển, nuôi xa biển. Hiện nay chính ra là chúng ta nuôi thủy sản chúng ta nuôi gần biển. Thì như vậy là rác thải nhựa, túi ni lông, rồi là ô nhiễm môi trường, ven biển. Là như vậy, đấy là những tác nhân gây rất lớn đến cái vùng ven biển. Cho nên cái việc mà thực hiện, thứ nhất là đấy là công tác tuyên truyền rất là quan trọng để bảo vệ cái môi trường biển. Hiện nay thì có một số cái tổ hợp tác cộng đồng rất là hay. Tôi thấy ở Phú Yên, ở chỗ Đảo Yến ấy, là tổ hợp tác cộng đồng là trước đây là đấy là núi rác thải nhựa về túi ni lông, nhưng mà với một cái tổ hợp tác gần hơn 20 người của nhân dân ở đấy đứng ra là vừa xử lý rác lại vừa cái việc là bảo vệ cái rặng san hô ven bờ mà ra đến chỗ Đảo Yến ấy. Thì tôi thấy rằng là rất nhiều cái mô hình và công tác tuyên truyền vận động nhân dân, có nhiều cái tổ như thế này, nhiều cái tổ nhân dân cùng đứng ra bảo vệ môi trường và tham gia cái cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường. Cái thứ hai là nhận thức của chúng ta là khi chúng ta đi biển thì chúng ta phải thể hiện thấy rằng là đó là cái trách nhiệm của chúng ta, không được xả rác, không được xả các cái vật xuống biển và nghĩ rằng là biển mênh mông nhưng mà xả xuống đấy thì dần dần là chúng ta sẽ được ô nhiễm môi trường biển rất là lớn. Và tiếp theo là cũng phải tiến tới chúng ta cũng phải có hệ thống giám sát, quan trắc, giám sát, quản lý chặt chẽ hơn và chúng ta xử lý nghiêm những vi phạm về liên quan đến môi trường của biển. Tôi xin trả lời xin hết.